2,5 tóc cần có ký hiệu là BXC. Con này mỗi lượt ghép là 0,5 tri phải không? Con này tổng cung của nó là có 1.500 các bạn. Tổng cung rất thấp, giá trị tóc cần này có rất có giá trị luôn các bạn. Để tham gia trước kia mình hướng dẫn các bạn. Bạn tham gia giao 2 để điền form các bạn. Đầu tiên các bạn join vào ba kênh Telegram của nó rồi, con này rất là nhiệm vụ rất là dễ. Rồi các bạn điền xuống địa chỉ email của mình các bạn. Còn mấy website này các bạn vô tham khảo các bạn. Rồi các bạn ghi vào setting username Telegram của mình, các bạn copy cái username Telegram mình, bác địa chỉ với IC wallet nha các bạn. Ví chụp wallet MetaMask in token nha các bạn. Rồi cái form này nếu không có thì các bạn ghi giùm mình @anh0399317 các bạn, các bạn nhập cấp trai các bạn. Rồi các bạn bấm nút gửi các bạn. Rồi như vậy mình video mình kết thúc các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu của anh để lại comment dưới mình sẽ làm bạn gì. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like, subscribe để ủng hộ kênh các bạn.